video mà các bạn đang xem được quay và thu âm trực tiếp từ Galaxy A55, chiếc điện thoại mà tôi nghĩ là đáng mua nhất ở trong phân khúc giá dưới 10 triệu. Tại vì sao tôi lại dám khẳng định như thế? Thì bởi vì tôi đã sử dụng chiếc điện thoại này cũng tầm khoảng nửa tháng rồi. Và đây sẽ là những cái chia sẻ của tôi liên quan đến Galaxy A55. Thôi, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói ở trong điều kiện đầy đủ sáng trước. Thì ở trong điều kiện đầy đủ sáng này thì camera của Galaxy A55 làm khá tốt, đặc biệt là độ chi tiết cũng như là màu sắc của nó chân thực hơn rất nhiều nếu như mà chúng ta đặt so sánh với các máy đến từ Trung Quốc. Đây là một cái điểm cộng mà tôi đánh giá rất cao, bởi vì Samsung đã mang nó từ dòng Galaxy S xuống dòng Galaxy A. Chúng ta sẽ đi đến điều kiện thứ hai, đấy chính là khi chúng ta chụp ngược sáng ấy thì cảm giác là cân bằng trắng của A55 ở mức ổn. Chỉ ở mức ổn thôi các bạn ạ, nó không quá thực sự xuất sắc đâu. Tất cả những cái vùng sáng hay là vùng tối được thể hiện khá là rõ, và hình ảnh khi mà các bạn zoom lên thì vẫn sẽ thấy được những cái chi tiết, nó không bị mờ đi khá là nhiều. Rồi, chuyển sang điều kiện khó hơn, đấy chính là điều kiện thiếu sáng. Thì theo cá nhân tôi thấy điều kiện thiếu sáng ở trên Galaxy A55 cũng không quá tệ đâu, đặc biệt là khả năng xử lý noise của nó khá là tốt. Và khi chúng ta zoom kỹ ở vùng tối trong những cái tấm hình mà chúng ta chụp thiếu sáng ấy thì gần như không thấy noise luôn. Đây là một cái điểm mà tôi khá là ngạc nhiên ở một chiếc điện thoại thuộc phân khúc mức giá tầm trung như thế này. Không chỉ khả năng xử lý noise tốt đâu, mà ánh sáng này hay là chi tiết ở trong hình ảnh cũng khá là tốt, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, chính vì cái việc mà Galaxy A55 xử lý ánh sáng quá nhiều khiến cho những cái tấm hình mà chúng ta đang xem ở đây bị gai, và nhiều chi tiết cảm giác nó không được chân thật cho lắm. Cảm giác như kiểu đây là tranh vẽ nhiều hơn là hình ảnh ấy các bạn ạ. Và đặc biệt là những cái vùng quá sáng, ví dụ như là logo hay là trong điều kiện ánh sáng quá phức tạp thì Galaxy A55 chịu chết luôn, không lên nét và xử lý được. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, đấy chính là flare của ánh đèn. Thì cái này khá là khó, gần như trong mọi tấm hình khi mà tôi chụp ra thì đều bị ảnh hưởng bởi flare của đèn hết. Mặc dù vậy, đây là cái điểm mà chúng ta có thể chấp nhận được, bởi vì ngay cả những cái mẫu điện thoại đắt tiền phát ship đến tận là 20 mấy 30 mấy triệu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ánh đèn flare. Thì các bạn trông đợi gì ở một cái camera thuộc phân khúc mức giá dưới 10 triệu được, đúng không ạ? Nhưng mà bù lại, camera của Galaxy A55 lại có một cái cứu vớt khá là tốt, đấy chính là khả năng quay video của nó. Thì ở camera sau hay là camera trước thì các bạn hoàn toàn có thể quay được độ phân giải là 4K 30fps. Và tôi thề với các bạn luôn, ở trong phân khúc mức giá dưới 10 triệu các bạn sẽ rất rất khó để có thể tìm được một mẫu điện thoại Trung Quốc có khả năng quay được camera 4K ở camera trước các bạn ạ. Anh em dùng điện thoại Trung Quốc nhìn cái thông số này chỉ biết ước mà thôi. Nãy giờ thì tôi nói đi nói lại khá là nhiều về giá bán của nó là dưới 10 triệu. Thì cụ thể mức giá của Galaxy A55 chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 9 triệu mà thôi. Đấy là mức giá mà tôi tham khảo ở bên Cellphone.net. Và tất nhiên đây sẽ chưa phải là mức giá cuối cùng, bởi vì nếu như mà các bạn là học sinh sinh viên ấy thì sẽ còn được giảm thêm 5% nữa. Còn nếu như mà các bạn không có tiền ấy thì Cellphone.net còn đang có chương trình là trả góp 30, không lãi suất, không thu thêm phí và không cần phải trả trước luôn. Nói chung là đấy là những cái chương trình khá là ngon cho những anh em nào đam mê điện thoại mà không có tiền, đặc biệt là giống như tôi toàn đi mượn thôi. Rồi, quay trở lại chủ đề chính thì chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai, đấy chính là thiết kế. Thực tế thì ban đầu tôi tính đưa cái thiết kế lên để nói ban đầu cơ, bởi vì tôi cực kỳ ấn tượng với thiết kế của Galaxy A55. Và không chỉ cá nhân tôi đâu, mà rất nhiều người xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên họ cũng phải wow lên khi mà nhìn thấy thiết kế của Galaxy A55, bởi vì nó có một thiết kế phải nói là rất đẹp. Cái này là nó đẹp thật nha, chứ không phải là tôi khen đâu. Thoạt nhìn thì có vẻ như là Galaxy A55 có một cái thiết kế không thay đổi quá nhiều so với Galaxy A54 hay thậm chí là những cái dòng ví dụ như là Galaxy S24 series. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thấy thì đây lại là một cái điểm cộng trên những cái dòng điện thoại Samsung trong thời gian gần đây, bởi vì nhờ đó thì cái độ nhận diện thương hiệu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Kiểu dạng như khi các bạn cầm con máy này ra đường thì auto người ta biết các bạn đang sử dụng điện thoại Samsung rồi, đúng không ạ? Còn chi tiết đi sâu hơn thì đây, chúng ta sẽ có một phần mặt lưng được làm từ kính, và đây là kính Godzilla Glass nha, chứ không phải là kính nhựa đẻo bình thường giống như là mấy con điện thoại Trung Quốc đâu. Bên cạnh đó tôi khá thích cái màu sắc ở trên Galaxy A55. Các bạn có nhìn thấy không? Nó sẽ có một cái giải bảy sắc cầu vòng khi mà chúng ta nghiêng vào cái phần ánh sáng ấy. Đây cũng là một cái điểm nhấn khá là hay chứ. Chuyển sang đến phần khung viền thì như các bạn có thể thấy này, toàn bộ khung viền của Galaxy A55 được làm từ kim loại luôn. Và kim loại này là kim loại nhôm chứ nó không phải là kim loại đẻo một tí nào. Bên cạnh đó, ngoài việc sử dụng kim loại thì cái phần viền này cũng có một cái họa tiết xước phay được trải dài dọc theo toàn bộ phần của máy luôn. Điều này giúp cho thiết kế tổng thể của Galaxy A55 cực kỳ nổi bật và sang trọng. Thậm chí nếu như mà không có cái mức giá mà tôi vừa mới nêu ở trên và chúng ta không tìm hiểu ấy, thì nhiều người còn nhầm lẫn đây là một flagship.
với mức giá có thể lên đến hơn 20 triệu đồng là điều hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó thì để phân biệt được giữa dòng A và dòng S thì tất nhiên chúng ta cũng có một cái điểm nhấn signature của dòng A, đấy chính là Keys Island, tức là nguyên cái phần cụm phím bấm này sẽ có một cái điểm G nhô lên. Có một vài ý kiến cho rằng là các điểm nhấn này hơi thừa, bởi vì dù sao các phím bấm này nó cũng đã nhô lên sẵn rồi thì tự dưng trang bị thêm cái Keys Island này để làm cái gì. Nhưng mà theo cá nhân tôi lại thấy ngược lại, bởi vì như tôi vừa mới nói ở trên ấy, thì đây là một cái điểm nhấn cho từng dòng series, và nó cũng là một cái rất là hay để cho các bạn có thể phân biệt được giữa các dòng lẫn nhau. Chứ ví dụ như bây giờ anh em nhìn mặt sau của iPhone đi, tôi đố các bạn phân biệt được đâu là iPhone 14 với cả iPhone 13 đấy. Kể đến có một cái điểm khá là nhiều người tranh cãi khi mà nói đến thiết kế của Galaxy A55, đấy chính là cái khung viền của nó được làm khá là vuông các bạn ạ. Nó vuông cực kỳ luôn. Và cái vuông này khiến cho tôi gợi nhớ đến những dòng điện thoại của Apple, ví dụ như là dòng iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Thì nhiều người cho rằng là cái viền vuông này sẽ khiến cho chúng ta bị cấn khi mà cầm nắm sử dụng trong thời gian dài. Tôi đồng ý quan điểm này luôn, bởi vì trong quá trình sử dụng của tôi thì đúng là nó khá là cấn thật, đặc biệt là kích thước của nó cũng khá là lớn. Tuy nhiên đối với những anh em nào dùng ốp thì vấn đề này sẽ được khắc phục hoàn toàn. Bên cạnh đó thì cái việc mà làm cho khung viền vuông ấy cũng giúp cho thiết kế của chiếc điện thoại trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đấy là phần mặt sau cũng như là tổng quan thiết kế nha. Bây giờ chuyển sang phần mặt trước mới nhiều cái để nói này. Đầu tiên về khả năng hiển thị, gần như không có nhiều điểm để chê về màn hình của Galaxy A55 luôn. Chúng ta có tấm nền là Super AMOLED, chúng ta có công nghệ HDR10+, chúng ta có luôn cả tần số quét 120Hz. Thì gần như tất cả những cái trải nghiệm giải trí khi mà các bạn nhìn ở trên cái phần màn hình của Galaxy A55 là miễn chê, từ màu sắc, độ chi tiết rồi cho đến khả năng phản hồi của màn hình là cực kỳ tuyệt vời luôn, và nó không thua kém so với bất kỳ mẫu điện thoại nào khác ở trong cùng phân khúc mức giá này. Bên cạnh đó nha, để bảo vệ cho cái phần màn hình này thì Samsung chơi khá là lớn khi được trang bị cả một cái tấm kính là Gorilla Glass Victor Plus, và theo như Samsung cái tấm kính này sẽ cho khả năng chống chảy cũng như là chống xước tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên đấy là Samsung nói thế thôi, chứ anh em mua về thì cứ dán cờ lực, hoặc là chỉ ít thì cũng dán PPF vào cho nó chắc ăn. Màn hình khen thế là đủ. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cái thực tế, đấy chính là viền màn hình của nó quá dày các bạn ạ. Ok, đồng ý với các bạn một điều luôn, đấy chính là ở trong phân khúc mức giá này chúng ta có thể dễ dàng tìm được bất kỳ một mẫu điện thoại Android nào có viền màn hình mỏng hơn so với con A55 này. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thấy thì đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn của Samsung khi mà trang bị rất nhiều những cái công nghệ cho cái tấm nền ở trên màn hình này rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã có kích thước lớn hơn 0,2 inch so với thế hệ trước, thì năm nay màn hình của Galaxy A55 cũng đã lên đến 6,6 inch rồi, giúp cho cái trải nghiệm giải trí của anh em cũng đã có mắt hơn, mặc dù viền của nó vẫn còn khá là dày. Chuyển đến yếu tố tiếp theo, đấy chính là yếu tố hiệu năng. Đây cũng là một trong số những yếu tố khiến cho nhiều anh em lăn tăn khi mua dòng Galaxy A đúng không ạ? Thì năm nay Samsung Galaxy A55 tiếp tục sử dụng con chip Exynos 1480, nhưng mà đây là một con chip khá là mới khi mà nó được sản xuất ở trên tiến trình 4 nanomet, và dựa vào những cái điểm số chấm ở đây thì các bạn có thể thấy là từ AnTuTu này cho đến Geekbench hay là 3D Max thì con chip này cũng khá là ok la đấy chứ. Tất nhiên là nó sẽ không phải là một con chip cho hiệu năng tốt nhất ở trong phân khúc mức giá này. Nó sẽ còn thua thiệt khá nhiều khi mà so với cả Snapdragon 8 Gen 2 hay là Dimensity 8200 Ultra. Tuy nhiên, dựa vào những cái trải nghiệm thực tế của tôi ấy, mặc dù nó không phải là con chip tốt nhất, nhưng nó cũng không phải là một con chip quá tệ. Bằng chứng là nó hoàn toàn có thể chơi tốt từ Liên Quân Mobile cho đến cả Genshin Impact. Với Liên Quân Mobile thì các bạn hoàn toàn có thể bật max setting, hơi tiếc là không thể nào bật được ở đồ họa HD bởi vì game vẫn chưa hỗ trợ cho con chip này. Còn với Genshin Impact thì các bạn hoàn toàn có thể để đồ họa ở mức trung với 60fps, chơi cực kỳ mượt trong thời gian dài luôn nha. Và trong quá trình chơi của tôi gần như không hề gặp hiện tượng drop FPS hay là bị giật lag. Ngoài yếu tố chơi game thì con chip này vẫn đáp ứng rất tốt cho các bạn nếu như nhu cầu sử dụng của các bạn chỉ là nhu cầu sử dụng cơ bản, kiểu dạng như là chúng ta sử dụng để giải trí này, lướt mạng xã hội này, Facebook, TikTok, Instagram các kiểu, thì con chip này cực kỳ ngon luôn. Nói chung là không có điểm gì để chê nếu như mà các bạn mua về để sử dụng cơ bản trong thời gian dài, từ 2-3 năm hoặc thậm chí là lâu hơn, hoàn toàn thoải mái. Nhắc đến thời gian sử dụng lâu dài thì đó cũng là một trong số những cái điểm cộng khác mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì Galaxy A55 sẽ được hỗ trợ update Android đến tận là 5 năm. Đây là một con số cực kỳ lớn và gần như từ trước đến giờ Samsung chưa bao giờ hỗ trợ update lâu dài như vậy cho dòng Galaxy A của họ, cho đến khi Galaxy A55 với cả A35 ra mắt. Thì đây là một khoảng thời gian rất hợp lý để cho các bạn có thể mua về và sử dụng lâu dài. Và đừng quên, đây vẫn là một con máy thuộc phân khúc mức giá tầm trung với số tiền chưa đến 10 triệu đồng. Rồi, điểm cộng số 2 đấy chính là nó có khả năng chống nước IP67. Vâng,
Một con máy tầm trung có khả năng chống nước không phải là một con máy phổ biến và các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở trong phân khúc mức giá này. Và đó là những cái trải nghiệm đánh giá cá nhân của tôi sau khoảng thời gian hơn nửa tháng sử dụng Galaxy A55. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu sau tất cả những cái chia sẻ của tôi thì các bạn có thay đổi suy nghĩ về Galaxy A55 hay không? Còn đối với cá nhân tôi thì Galaxy A55 là một chiếc điện thoại cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào là học sinh, sinh viên. Bởi vì cái thứ nhất là các bạn được giảm giá khi mua. Cái thứ hai đấy chính là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được đại đa số nhu cầu sử dụng của các bạn, từ camera ổn này, hiệu năng đủ để chơi game này, cũng như là thời gian update lâu dài. Và đối tượng tiếp theo phù hợp với chiếc điện thoại này đấy chính là phụ huynh học sinh. Vâng, các bạn học sinh thì các bạn có thể cố đấm ăn xôi mua những dòng điện thoại Trung Quốc, chứ tuyệt đối các bạn có thể thuyết phục phụ huynh mua điện thoại của Xiaomi đấy. Cái thương hiệu Samsung được xem là một cái tên bảo chứng cực kỳ lớn cho doanh thu, đặc biệt là dòng A55 năm nay có rất nhiều điểm mà tôi vừa mới liệt kê ở trên. Còn ý kiến của các bạn về chiếc điện thoại này là như thế nào thì đừng quên để lại ngay dưới phần bình luận của video này. Và tiện thể hãy cho tôi xin một like, một share và một subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà tôi sẽ ra trong tương lai. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ bấm like, share và subscribe cho tôi. Và thôi đừng chửi tôi nữa, mẹ tôi ở bên kia bị chửi với con này nhiều vãi lồn rồi. Anh em coi bên này còn chửi, mẹ tôi chịu luôn đấy. Nhưng mà con này ngon thật mà, các bạn chửi cái đéo nhỉ? Có hơn 9 triệu đòi hỏi đéo là lắm đấy. Mẹ dùng điện thoại Trung Quốc nhiều quen. Nhờ.